bên hội trường Hùng Vương Convention Center thuộc khách sạn Cục Đối Ngoại. Địa chỉ là 33 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội. Được Sao Mai lắp đặt hệ thống âm thanh hội trường. Với hội trường là diện tích khoảng tầm 1.500 m². Hội trường thì đây là hội trường chính này. Đây là đèn chiếu sáng. Sân khấu chính. Hai bên sân khấu thì được đặt 6 cây F1. Đây nha, tất cả các cái này súp RL có này đúng không? Góc có này. Một năm. Bên trên là bô F1812. Bên dưới là bô F1 sấp. F1 2 phim cái hai này ra kẻ tích không tích nó ra. Lô. Đây chúng ta từ từ nhá, anh cho những xem. Lô. Có tín hiệu đúng không? Nhìn thấy có tín hiệu nhá. Hiểu không? Lô. Thằng này có cũng ra loa. Đi lô, đấy nó có tín hiệu ra cái này rồi. Hệ thống tủ máy. Ra rồi này. Lô. Vâng, mixer nhưng mà đổi rắc thì lại răng sang loa, hiểu ý anh không? Đổi rắc sang nhau, nếu anh không phải anh loại trừ nhá thì anh đổi sang rắc một sang hai ra loa bình thường. Micro hiểu ý không? Xanh thôi không phải đổ tội dây loa nữa mà loa là ok. Đúng rồi đây này, nhưng mà lên hai cái này ra rồi đúng không? Đúng không? Bên cạnh là hội trường nhỏ này. Bên hội trường này sẽ có một loa bô F1812 đặt tại góc này. Có đế chân. Thì bên cạnh đó là 4 loa bô MSA12 được treo trên tường. Mà bên dưới là 4 sấp bô MB210. Tiếp theo là sang một cái hội trường phòng hội nghị bên cạnh, cũng giống như cái phòng vừa rồi, cũng được đặt 4 chiếc loa MA12 MSA12 và bên dưới là 4 sấp MB210. Phía bên trên kia là loa bô F1812. Hội trường được sử dụng toàn bộ hệ thống loa bô do Sao Mai cung cấp và lắp đặt. Con này
Hội trường thì được sử dụng để phục vụ là các cuộc họp, cuộc giao lưu của cục đối ngoại bộ quốc phòng, và ngoài ra thì cũng thể là cho thuê làm sự kiện, tiệc trà, tiệc cưới. Mai Audio tư vấn lắp đặt hệ thống âm thanh hội trường hội nghị, địa chỉ số 440 Trần Khắc Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội, điện thoại 0949 440 440, website saomaiaudio.com.